哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。嘿嘿嘿，不要小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌棒棒糖，朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦啾啾棒，童话里做英雄。哦啾啾棒，热血心中流动。哦啾啾棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。歌手活动会。Kim Linh Chiến Binh, Mộc Linh Chiến Binh, Thủy Linh Chiến Binh, Thổ Linh Chiến Binh, Hỏa Linh Chiến Binh. Họ đánh bại bóng đêm và cứu giúp mọi người. Họ chính là Ngũ Linh Chiến Binh. Những thứ này trông ngon quá. À, còn nhiều hơn thế nữa đấy. Chúng chắc là rất ngon. Hay là chúng ta ra cánh đồng để quan sát đi. Tại sao tớ nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay tuyệt nhỉ? Bobby ơi. Dạ vâng, đại ca. Ôi trời, lạy Chúa. Tân Bình, đừng làm những thứ như thế. Em xin lỗi. Không, tôi ngưỡng mộ các bạn vì sự kết nối sâu sắc giữa các thành viên. Chúng tôi thật sự rất hãnh diện. Chúng ta đến rồi. Nó ở đâu thế? Hãy mở cửa và tự mình nhìn đi. Thế nào? Các bạn có hài lòng không? Đó là phần thưởng cho các bạn vì đã cứu tôi. Wow, ngài đồng bay, cảm ơn ngài rất nhiều. Nó giống nhau cả thôi, nó giống hệt như trước đây. Hoàn toàn giống với cái cũ. Không có vấn đề gì cho việc nhận nhiệm vụ cả. Hãy nhìn những thiết bị này mà xem. Bác chỉ muốn bận rộn thực hiện các thí nghiệm mà thôi, đừng làm phiền bác. À, tiến sĩ Mihu không thể chờ được thêm một chút nào nữa rồi kìa. Thưa bá tước rồng bay, chúng tôi muốn gửi đến ngài lời cảm ơn chân thành nhất. Không có gì, tôi rất vui vì được giúp các bạn. Tôi có một số việc phải làm, nên phải đi rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Được rồi, chúng ta cũng có thể xây dựng lại sự nghiệp tại thành phố Pha Lê. Quái vật tự phụ đến từ đâu đây? Thật là chướng mắt. Giờ tốt hơn nhiều rồi. Quái vật mèo xấu xa lại đây. Gì
vậy? Ta sẽ lột da ngươi làm một chiếc khăn quàng. Chúng ta làm chuyện đó nhằm mục đích gì? Chúng ta không thể đến lâu đài rồng bằng cách này được. Chúng ta có một số chuyện riêng tư với nhau đấy. Gần đến giờ rồi, quỷ vương đang đợi chúng ta ở lâu đài rồng. Ta sẽ xử lý ngươi sau. Mặc dù chúng giống nhau cả về chức năng lẫn kiểu dáng, nhưng tớ vẫn cảm thấy nó khác vì nó thực sự rất mới mẻ. Tớ cảm thấy rất tuyệt. Cho dù những thiết bị này có mới hay cũ đi chăng nữa cũng không quan trọng lắm. Cái quan trọng là chúng ta cảm thấy có một sự khác biệt trong các kỹ năng chiến đấu của mình. Như là đại ca ơi, cái gì vậy? Mọi người đi đâu đó? Đại ca ơi, ai đó? Đó chính là chiến binh bóng tối. Bám theo chúng. Vâng. Có ai ở trong đó không? Đây là khách hàng đầu tiên của chúng ta ở cơ sở mới đây. Cái gì mà chói thế? Hãy đến và giúp tôi. Silox, Silox, Bodemi, Baba Bubu của tôi đã bị mất tích rồi. Các bạn phải giúp tôi tìm ra nó. Tôi sẵn sàng trả cho các bạn bất cứ giá nào, miễn là các bạn đồng ý giúp tôi. Ông nói, ông muốn chúng tôi giúp gì? Silox, Silox, Bodemi, Baba Bubu. Silox, Babu, đúng là một cái tên khó phát âm. Là Silox, Silox, Bodemi, Baba Bubu. Nó là con mèo của tôi. Con mèo có một huyết thống cao quý. À vậy, gọi nó là mèo con đi. Không đời nào. Sao các bạn lại có thể gọi nó là mèo con? Đó là một sự sỉ nhục đối với nó. Các bạn có thể gọi nó là Second Pole. Đó là biệt danh của nó. Vậy thì Second Pole mất tích từ khi nào thế? 12 tiếng 26 phút 33 giây trước. Ôi, cậu bé tội nghiệp của tôi. Tôi tự hỏi không biết nó có bị chết đói hay đóng băng ở đâu đó không. Những người hầu trốn thuế của tôi thậm chí còn chẳng chăm sóc nó tử tế. Tôi đã đuổi tất cả họ đi rồi. Các bạn hãy đi và mang nó về đây giúp tôi. Đây là những bức ảnh của nó. Và cỏ tươi dành cho mèo con được vận chuyển qua đường hàng không từ Pháp. Món ăn yêu thích của nó. Nó luôn ăn thứ này vào mỗi ngày. Đó là thời gian duy nhất rảnh rỗi của nó trong một tiếng. Tôi không quan tâm lắm về chuyện tiền nong. Chỉ cần giúp tôi tìm thấy nó càng sớm càng tốt. Ông không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ giúp ông tìm ra Second Pole. Second Pole à, đến giờ ăn cỏ rồi, ra ngoài đây đi. Second Pole, cậu có ở trong đó không vậy? Hãy trả lời nếu như cậu nghe thấy tớ nhé. Ây da, một con mèo có dòng máu quý tộc, sao lại có thể đi cào thùng rác được nhỉ? Xếp đi, đừng lãng phí thời gian của cậu nữa. Ồ. Second Pole, Second Pole ơi. Second Pole, ra ngoài này ăn cỏ thôi nào. Ngũ linh chiến binh biến hình. Ngũ linh chiến binh biến hình. Hả?
Tớ đến rồi. Nó thật kỳ lạ. Sao tớ lại ngửi thấy mùi thần thánh ở đây nhỉ? Gì thế này? Chuỗi hạt hình giống như một kho báu ma thuật vậy. Cái gì cơ? Che cho tớ. Được rồi. Sức mạnh ngũ linh, thần hổ ánh chớp. Cái gì vậy? Tôi vừa nghe thấy tiếng xài lóc xì lóc bồ đề mi ba ba bú bú của tôi. Tại sao tôi không thể gặp nó? Hả? Nó là cái gì thế? Trông nó đáng sợ quá. Đó là mèo con của ông đó. Tôi không tin đâu. Đừng ngất xỉu. Second Bone có thể trở lại hình dạng ban đầu khi nó tháo kho báu ma thuật ra. Nó không đáng sợ chút nào đâu. Second Bone, khi nào cậu hồi phục, chúng tôi sẽ mang cậu về. Thôi nào, chiến binh bóng tối đã thất bại vì đã giao việc cho tay sai của chúng đối phó với chúng ta. Vì vậy, chúng phải chịu một thất bại lớn. Hãy mang kho báu ma thuật đến cơ sở hoạt động của chúng ta sớm, đề phòng chúng ta gặp lại một đám kẻ xấu khác. Đúng rồi. Chào chị棒棒糖，跟着彩虹的光芒，团结是和帮我们，给我勇气和力量。chào chị棒棒糖，还有神奇的力量。哦，我是灵也不慌，靠我自己向前闯。如果没有超级棒棒糖，还有勇气来帮忙，让我学会努力和坚强，给我神奇的。